Trời ơi là trời, không thấy đất đâu nhưng mà gần banh cái máy của tôi luôn rồi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình để mà đi kiếm cục đất. Rồi luôn tìm đất từ cái vùng đất cằn cỗi đến tận cái vùng đất băng giá luôn. Ê, có khi nào tuyết ra đất không ta? Ừ hợp lý, cục tuyết mình chưa đập bao giờ biết đâu được. Hình như để mà đập tuyết thì mình sẽ phải chế tạo ra một cái xẻng. Xem nào, vùng đất lạnh giá xem nào có ra đất không? Đất, cái gì đây, nó ra cục đá mịn thật luôn, nghe hay á. Rồi đá mịn thì nó khác gì cục này đâu, nhưng mà đá mịn thì mình có thể chế tạo ra một loại đá nữa là đá gạch, rồi từ đá gạch thì mình sẽ đập ra đất đúng không? Trời ơi, nó nhúc nhúc đây kìa. Ê, để mình thử cái này xem nào, hay á. Ví dụ bây giờ mình sẽ làm như này, xong đó mình đào xuống một đống. Ừ, hay á, cái này ôi rồi, nghịch ngu rồi, chết rồi, không đi được nữa rồi. Hình như nó vẫn chưa đủ lát hay sao á, mình muốn nó lát thêm xíu nữa. Rồi 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 rồi, rồi. Đi luôn, trời ơi.